Hôm nay mình sẽ thuể theo một số cái yêu cầu của khách hàng là giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mà mình đã từng bán, đó chính là cái chiếc xe tải nhẹ 1,2 tấn và chạy máy dầu. Cái chiếc xe này nó chỉ ăn khoảng tầm 5 lít dầu cho 100 km. Mời các bạn hãy cùng đón xem video để khám phá cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một cái sản phẩm khác. Trước đây là mình hay làm về chiếc xe Trung Quốc, nhưng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm khác của Ấn Độ. Đây là một trong những cái thương hiệu mà có thể nói là cái thương hiệu xe ô tô, sản xuất ô tô lớn nhất ở trên thị trường Ấn Độ. Ấn Độ là một cái thị trường nó cũng không kém gì Trung Quốc cả, cũng 1 tỷ dân. Và cái sản phẩm này của họ là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của cái hãng này, hướng đến cái đối tượng người dùng là những chiếc xe tải nhẹ khoảng 1,2 tấn. Đây là cái thương hiệu đó, Tata. Các bạn sẽ bắt gặp cái thương hiệu Tata này, cái logo này rất nhiều trên đường. Có những cái chiếc xe tải lên đến trọng tải hơn 5 tấn chúng ta cũng sẽ bắt gặp được logo này. Thì đó là một trong những cái điểm để nhận diện ra cái thương hiệu Tata, thương hiệu Ấn Độ đó. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm Tata Super Ace, trọng tải là 1,2 tấn đối với phiên bản thùng bê bạt này và 1,3 tấn đối với thùng kín. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái tinh hoa của những chiếc xe tải chạy bằng dầu trên chiếc xe này. Trước tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái ngoại hình. Với ba màu sắc cơ bản là màu bạc, màu trắng và màu xanh. Xanh này chúng ta có thể gọi là xanh nước biển. Đây là ba cái màu cơ bản của nhà sản xuất, các bạn có thể lựa chọn các màu khác. Nhưng mà chúng ta sẽ mất một cái chi phí nó rất là rẻ thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc xe với cái thùng dài 2m6, 2m6 50. Chiều cao của lòng thùng là 1m450 và chiều rộng của lòng thùng là 1m450. Thì cái sản phẩm này to thì cũng không phải là to quá, nhưng mà nó vừa, nó phù hợp với cái thân xe này để cho chúng ta có thể di chuyển trên những cái cung đường hẹp, di chuyển vào những cái con phố nhỏ mà những cái xe khác không thể vào được. Ở phần sau các bạn sẽ nhìn thấy cái logo Tata được in nổi 3D chìm này, nó rất là nổi ở đây. Đây chúng ta có một cái DLE, nó là một cái ký hiệu của cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái đèn hậu này, nó có đèn xi nhan đằng sau này. Chúng ta có một cái thùng dài 2m2 và cái chất lượng đóng thùng phải là tuyệt vời. Các bạn để biết được chất lượng cái thùng nó như thế nào, chúng ta chỉ cần chúng ta sẽ thấy được cái độ dày của sắt, độ dày của thành quách. Mọi thứ cái sản phẩm này không chê được một điểm gì cả các bạn ạ. Mình sẽ không so sánh với những cái sản phẩm khác của Trung Quốc. Thì hiện tại những cái sản phẩm xe tải chạy dầu trên thị trường chỉ có hai hãng làm được điều này, đó chính là Tata này và Jax. Jax thì chúng ta sẽ có một cái xe chất lượng đến như nhau thôi, nó xem nhau thôi, 1,9, 1,10 thôi. Nhưng mà với cái giá mà chúng ta sẽ phải bỏ ra nó cao hơn rất nhiều cái sản phẩm này. Thì chỉ có hai cái sản phẩm đó hiện tại trên thị trường là có máy dầu. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái hệ thống máy dầu có cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 4. Thì cái sản phẩm này của Tata là hợp tác với TMT Cửu Long và cho ra mắt cái dòng sản phẩm này, nhập tất cả nguyên những cái phụ kiện từ bên Ấn Độ về và lắp ráp tại TMT. Ở đây chúng ta sẽ có logo diesel ở đây này, đó rất là dễ để nhận biết. Ở phần trước chúng ta có cái đèn xi nhan, đèn pha, đèn cốt rất là to bản, bằng halogen thôi, rất dễ thay thế, 50.000 một bóng. Nếu các bạn hỏng các bạn gọi cho mình, rất rẻ. Chúng ta có một cái phần kính đằng trước nó rất là to như này, các bạn hoàn toàn có thể quan sát được rất dễ dàng. Ok, mời các bạn qua xem một chút về cái lốp và cái hệ thống chassis và hệ thống gầm khung cầu của cái sản phẩm này. Chúng ta được tặng kèm một cái ốp la răng như này, rất dễ để bỏ ra. Hệ thống lốp thì chúng ta sẽ có cái hệ thống lốp rất là lớn là 175R140 xăm. Lốp này cũng là lốp Ấn Độ. Đa phần ở Việt Nam là chúng ta cái xe tải chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống lốp của Việt Nam thôi, nhưng đây nhập nguyên chiếc từ Ấn Độ. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có các cái hệ thống nước làm mát và dầu này. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái sản phẩm duy nhất được sản xuất ở Việt Nam, đó chính là ắc quy. Thì cái ắc quy này các bạn sẽ có một cái ốp để ốp lên, nhưng ở đây thì mình cũng để nó ra mình cho ốp lên đó. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống chassis này, mình phải nói đến cái từ tuyệt vời với cái sản phẩm này. Các bạn với cái xe tải 1,2 tấn các bạn hoàn toàn có thể chở được 2,5 tấn, chuyện rất bình thường, khách hàng của mình dùng rất nhiều đó. Chúng ta chạy máy dầu 2,5 tấn, chuyện rất bình thường đối với cái sản phẩm này đó. Thì cái khoảng sáng gầm của cái sản phẩm này nó chỉ rơi đến 30 cm thôi, nhưng cái sản phẩm này là máy dầu và cái chỗ thoát nước ở trên này nó rất là cao, nên nó cho phép các bạn lội nước khoảng tầm 80 cm thoải mái. Các bạn sẽ không tìm thấy được một cái sản phẩm xe tải nhẹ nào trọng tải
dưới 1 tấn hoặc 1 tấn 2 mà có thể lội nước được như cái sản phẩm này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá đến cái khoang cabin. Mời camera đi đằng trước này để tránh cái ánh sáng. Đấy, cabin chúng ta sẽ có đầy đủ các cái tiện ích giống như những chiếc xe khác, cơ bản khác của nhà sản xuất. Chúng ta sẽ có ghế bằng nỉ. Cái cabin này thì mình đánh giá là nó không được rộng lắm, thế nhưng mà nó sẽ phù hợp, đa phần là nó sẽ phù hợp đầy đủ với những cái nhu cầu sử dụng bình thường của khách hàng. Chúng ta có một cái bệ giống như những chiếc xe Lamborghini. Cần số là để rất cao, vào số rất nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta có thể để ở cốc này, điện thoại để đây, một khe để điện thoại nữa. Ở đây chúng ta sẽ có bảng đồng hồ này. Chúng ta có hệ thống loa Pioneer rất là cao cấp này. Chúng ta sẽ có các cái phím bấm khác, tổ quốc ở đây. Đây là hộp chứa đồ. Chất lượng nhựa của sản phẩm này mình đánh giá nó rất là tuyệt vời. Có một điều nữa các bạn sẽ nhìn thấy khi mà chúng ta vào đến khoang cabin này, nó chính là cái kính chỉnh gương bằng tay như này. Chúng ta sẽ không phải cho thò tay ra ngoài. Và để biết được nó chất lượng hay không thì các bạn nhìn thấy là nó ốp từng cái đường vân này. Rất là tuyệt vời. Ok, với cái sản phẩm này khi chúng ta mở cái máy lên, chúng ta sẽ nhìn thấy cái vòng tua này. Và tất cả các cái thông số kỹ thuật, mọi thứ nó rất là rõ ràng. Đây mình tắt đi, mình bật lại cho các bạn xem. Đó, đây rồi. Tất cả mọi thứ. Thì hộp đen nằm đằng sau cái ghế này. Cái hộp đen được làm sau cái ghế này và nó kết nối trực tiếp với cái hệ thống đồng hồ của cái sản phẩm này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng là hiện tại trên thị trường các bạn sẽ không thể nào kiếm được cái sản phẩm nào mà kinh tế đến như thế này. Ok. Nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987773322. Mình còn rất là nhiều cái video khác làm về cái sản phẩm này, thì mời các bạn có thể xem qua ở trên kênh video của mình. Giá rất hợp lý, chỉ trả trước thì từ khoảng 120 triệu là các bạn có xe rồi. Chúng ta sẽ có cái hệ thống trả góp lên đến 70-80% giá trị xe. 5 lít cho 100 km. Chúng ta có một cái máy với một cái động cơ dung tích là 1.4, mô men xoắn lên tới 140, mọi thứ không thể chê được. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.